thân nhân của những người trên máy bay đã tụ tập tại một trung tâm khủng hoảng ở Surabaya và đã bật khóc khi nghe tin mảnh vỡ của chiếc máy bay và nhiều thi thể được cho là của người trên máy bay đã được tìm thấy. Một số người đã ngất xỉu, hình ảnh những thi thể nổi trên biển đã được phát sóng trên truyền hình và thân nhân của những người mất tích ôm đầu bật khóc. Thị trưởng thành phố Surabaya, bà Tririsma Harini đã an ủi các thân nhân nói, họ phải mạnh mẽ và những người bị thiệt mạng đã về với Thiên Chúa. Một phát ngôn viên hải quân cho biết, một cửa máy bay, các bình oxy và ba thi thể đã được vớt và đưa đi kiểm tra. Giám đốc Air Asia, ông Tony Fernandez, người đã đến Indonesia từ khi chiếc máy bay bị mất tích cho biết, ông đã vội vã trở lại Surabaya. Trên Twitter, ông đã viết, trái tim ông tràn đầy nỗi buồn dành cho tất cả các gia đình có người thân trên chiếc máy bay QG8501. Thay mặt cho Air Asia, ông chia buồn với tất cả mọi người. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự thương tiếc của ông. Chiếc máy bay vẫn chưa được tìm thấy và không có tin tức gì về khả năng có người còn sống sót.